Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu SBTN Online TV. Với SBTN Online TV, quý vị có thể xem các chương trình SBTN mọi lúc mọi nơi trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Hình ảnh chất lượng, âm thanh rõ ràng với giá 7.99 đồng cho một tháng. Hãy ghi danh ngay để xem thử trong vòng 30 ngày. SBTN Online TV rất tiếc không áp dụng tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết quý vị hãy vào trang nhạc www.sbtnonline.tv. Chu Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Quý vị, hôm nay ngoài trời thành phố Boston tuyết phủ đầy trắng xóa, nhưng trong hội trường tại trường Boston College High School có rất là đông đồng hương đã đến đây tham dự ngày Tết mừng xuân năm 2018. Anh David Võ là chủ nhân của một chi nhánh Sarah Care tại thành phố Boston và cũng là một người đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng. Trong cái lần Tết lần này thì anh có thể gửi lời chúc Tết đến quý vị khán giả của SBTN cũng như là đồng hương tại thành phố Boston. Xin hân hoan chào đón khán giả đài SBTN và nhân dịp này David cũng không có gì thì xin đại diện trung tâm Sarah Care và những dịch vụ của trung tâm của David xin hân hoan chào đón và chúc một mùa xuân mậu tất, tấn tài, tấn lộc và tấn bình an cho những khách khán giả của đài SBTN. Tết năm nay tại Boston có chủ đề là Tết ba miền và đặc biệt là những người mà đã có công rất nhiều trong cái ngày Tết hôm nay, thì các chị là gửi lời chúc Tết đến quý vị cũng như là nếu mà có thể chia sẻ thêm một vài lời đối với vị trong những tháng qua mà chị đã cố công nỗ lực để có một ngày Tết cho đồng hương tại Boston hôm nay. Và chúc mừng năm mới cho quý khán giả. Giống như Trường Giang cũng đã từng biết là tụi chị là đã bỏ rất là nhiều công sức trong 8 tháng qua đặng tổ chức một cái hội chợ Tết cho bà con đồng hương chúng ta ở tiểu bang Massachusetts. Cho nên là chị thấy là nhiều người tới như là chị em thấy là vui dữ lắm rồi. Và là thấy mình sự thành công. Chúc mừng năm mới Brian, gia đình tình dưỡng. Chúc mừng bà con đồng bào Việt Nam tại Boston được an khang tình dưỡng. Chúc mừng năm mới. Năm mới kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Quý vị, Tết ba miền thì chúng ta có Sài Gòn, Hà Nội và Huế. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới cầu Tràng Tiền. Dĩ nhiên cầu Tràng Tiền thì quý vị biết đó là ở thành phố nào. Anh Thư, ngày đầu xuân thì em có thể gửi lời chúc Tết đến tất cả mọi người. Xuân năm nay anh Thư xin cầu chúc các bác, các ông bà, cha mẹ và anh chị em một mùa xuân thiệt an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Johnny Nguyễn, quý vị, hôm nay thì ngày Tết thì em tới chung vui ngày Tết cùng quý vị, thì anh có thể chúc Tết cho quý đồng hương tại thành phố Boston. Muốn tới đây muốn coi cái này lần đầu tiên Johnny đã tới trong cái hội chợ này. So Johnny muốn tới coi chơi vui, see how it is. So Johnny muốn chúc mọi người được vui vẻ, được may mắn and makes lots of money and be happy, that's all. Quý vị, Tết ba miền thì chúng ta đã có viếng thăm những chỗ trang trí nói về Sài Gòn, Huế và hôm nay thì chúng ta tới chùa Một Cột. Và đặc biệt hôm nay thì chị Nhân rất là hân hạnh được gặp một người đẹp đang đứng ở chùa Một Cột, tượng trưng cho thành phố Hà Nội. Ngọc Diễm có thể chia sẻ lời chúc Tết đến quý vị. Chào Trường Giang, chào SBTN và Ngọc Diễm. Ngày đầu năm, Ngọc Diễm xin được chúc cho tất cả mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Cảm ơn rất là nhiều quý vị, đó là Huế, Sài Gòn và Hà Nội. Nhưng mà còn rất là nhiều trong ngày Tết hôm nay đó chúng ta có thể tham quan qua. Năm nay coi như là thành phố Boston tổ chức rất là lớn. Quý vị đã biết rồi, ở ngoài trời thì và tuyết đầy phủ, trắng phủ cả một đêm qua. Và hôm nay trong cái hội trường hôm nay thì chật kín người. Đó là một điều rất may mắn cho ban tổ chức cộng đồng tại đây. Thì chúng ta sẽ mời quý vị qua xem tổ đường của chú Tấn Nhật Bích. Quý vị, và chúng ta đã thấy tổ đường của võ thuật cổ truyền Bình Định và một trong những người mà võ sư đó là cô Đào Liên Thư. Nào, nhân ngày Tết thì em có thể gửi lời chúc Tết đến cho tất cả mọi người. Nhân dịp ngày hôm nay, em xin chúc quý khán giả của đài SBTN và đài truyền hình SBTN một năm mới an khang thịnh vượng và đầy nhiều may mắn. Quý vị, trong ngày hội chợ Tết năm nay, đặc biệt là có giải hoa hậu dành cho các em tại tiểu bang Massachusetts. Và hôm nay quý vị ở ngoài trời thì trời tuyết trắng phủ đầy cả thành phố Boston. Nhưng bên trong thì các cô thiếu nữ đây rất là xinh đẹp và rất là tuyệt vời quý vị. Đặc biệt là những cô nào biết tiếng Việt và nói chia sẻ cùng quý vị trong đài SBTN hôm nay. Thì em có thể chia sẻ trong cái quá trình trong cái cuộc thi hoa hậu lần này tại Boston. Xin chào quý vị khán giả đài SBTN. Em tên là Mina Lam, đã học được ở trong cái cuộc thi lần này là
là cái tình thương và tình đồng bọc lẫn nhau và luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Và cho dù mọi khó khăn nào cũng mọi người con gái cũng ai cũng gom quýnh khích với nhau và luôn luôn yêu thương lẫn nhau và luôn luôn cho dù mà trong tương lai mấy tụi em mà có xa nhau thì ở trên Facebook tụi em cũng vẫn liên lạc. Xin mời quý vị khán giả cũng sẽ làm như vậy nha, luôn luôn ủng hộ tụi em. Các xin cảm ơn. Năm mới tới thì anh cũng muốn các em gửi lời chúc đến tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới. Nếu mà không có một người này thì Tết sẽ không thành công. Và đó là ông chủ tịch cộng đồng tại tiểu bang Massachusetts. Kính chào ông và chúc mừng năm mới. Ông có thể gửi lời đến quý vị cũng như là một lời ngắn ngủi tâm tư của ông trong những tháng vừa qua để tổ chức được ngày Tết thật là lớn như ngày hôm nay. Chào Trường Giang và kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Tối hôm qua tôi thức đến 4 giờ rưỡi sáng và trong lòng rất là lo lắng. Tại vì nghe nói tuyết từ 2 đến 6 inch. Thì cái cầu Nguyễn Hoài thì sáng hôm nay đã hết tuyết. Và mọi người đã đến như vậy thì không uổng công sức của mấy trăm người thiện nguyện viên đã giúp chúng tôi để đem cái Tết đến cho đến đồng bào của mình tại đây. Năm mới xin kính chúc quý vị một năm mới vạn an, vạn lành và vạn sự cát tiền như ý muốn. Lời chúc Tết của ông chủ tịch để chấm dứt chương trình của chúng tôi hôm nay, Trường Giang tường thuật cho đại quý trên từ thành phố Boston. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.